Để tạo thêm độ nguy hiểm, chúng ta cùng nhau kết xuất một tấm hình nào các bạn. Chúng ta bấm vào phần photo. Những hiệu ứng này bài trước chúng ta vẫn còn giữ lại, tôi remove. Chúng ta bấm vào phần này, effect. Chúng ta chọn ngay hiệu ứng mon. Ngay vào luôn, chúng ta cùng nhau chỉnh hiệu ứng mon 2. Mặt trăng cao hay thấp ở trên này các bạn. Nếu bạn tăng cao lên thì mặt trăng sẽ cao hơn, và giảm thấp xuống mặt trăng sẽ thấp xuống. Nhưng có lẽ các bạn đang tò mò muốn thấy mặt trăng ở đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau hiệu chỉnh mon hairing. Đây rồi, tôi rất kết mặt trăng này. To vật vã, và đặt ở vị trí này. Thật sự rất ấn tượng, các bạn có thể chỉnh mon size. Chúng ta cho nhỏ vừa phải, nhìn trông hợp lý hơn. Cao lên một chút, sẽ sáng hơn một chút. Thay đổi chút về vị trí và kích cỡ. Các bạn muốn kích cỡ to bao nhiêu thì có thể kéo cao kích cỡ lên, có thể như thế này. Trông lố quá chúng ta giảm nhẹ đi. Tôi đồng ý với kích cỡ này và chúng ta cùng nhau xuất hình. Tôi có thể xuất một tấm qua email. Và các bạn cũng có thể xuất thêm. Hoặc là chúng ta chụp một góc mới để chúng ta cùng nhau xuất hình. Góc đầu tiên, tôi bấm vào text photo. Các bạn nhấn A. Và qua góc sáng này, chúng ta có thể chụp thêm một tấm nữa. Và công việc bây giờ thật sự đơn giản, các bạn có thể lưu tấm hình được rồi đấy.